Sinh viên là yếu tố quan trọng nhất trong các trường đại học và là đối tượng cần phải được đóng góp tiếng nói trên các diễn đàn. Họ là những người có quyền và trách nhiệm tham gia vào quyết nghị những vấn đề phát triển nhà trường. Rất nhiều sinh viên khi được hỏi, cảm nhận khi được tham gia vào hội đồng trường đều tỏ ra rất vui mừng. Tuy nhiên bên cạnh đó, họ cũng có nhiều băn khoăn là làm thế nào để tiếng nói của họ có trọng lượng. Thực sự mong là cái việc cho học sinh sinh viên tham gia vào hội đồng trường này nó không chỉ mang tính hình thức, nghĩa là bọn em phải thực sự được nói lên tiếng nói của mình chứ không chỉ là nói lên xong để đợi. Thực ra thì nếu mà sinh viên vào đấy chỉ trong hình thức thì nó cũng không quan trọng lắm, bởi vì nếu là hình thức thì nó sinh viên sẽ không nêu được cái cảm nghĩ của mình. Đưa sinh viên vào hội đồng trường cũng chính là làm cho họ nhận thức được đúng và thực hiện trách nhiệm của mình, thể hiện hết năng lực và sự sáng tạo của tuổi trẻ, điều rất cần được khơi dậy trong xã hội hiện nay. Ở các nước tiên tiến, trong hội đồng trường thường có thành phần là đại diện sinh viên. Nhưng khi học tập mô hình nước ngoài, chúng ta cũng cần xem xét cụ thể điều kiện Việt Nam, xem thực sự phù hợp để áp dụng hay không. Sinh viên có quyền bình đẳng và dân chủ đóng góp về chương trình đào tạo, đóng góp về yêu cầu đòi hỏi. Nhưng khi về mặt xây dựng chiến lược phát triển nhà trường thì đấy là phải những đóng góp của trí tuệ, phải là đại cử tri theo như tôi nói ở trên. Và vì thế cho nên tôi cho rằng là cái việc mà thành lập hội đồng trường đây là phải hết sức là cân nhắc để làm sao nó hoạt động có hiệu quả và có thực chất. Cái việc mà đưa các bạn sinh viên vào trong hội đồng trường theo tôi trong giai đoạn trước mắt là chưa thực sự phát huy hiệu quả. Bởi vì quy mô hội đồng trường thì bao giờ cũng là chỉ một cái nhóm rất là hữu hạn để đại diện cho các thành viên khác nhau. Và theo tôi nên cái vị trí đấy nên dành cho những cái thành phần khác từ cộng đồng doanh nghiệp hoặc là tự cựu sinh viên. Bên cạnh đó, dự thảo đưa ra quy định nhiệm kỳ của hội đồng trường là 5 năm, trong khi thời gian học đại học của sinh viên chỉ thường là 4 năm và tới đây còn có thể rút gọn xuống 3 năm. Như vậy, theo quy định này, sinh viên sẽ tham gia hội đồng trường theo nhiệm kỳ nào? Chúng ta phải tạo một cơ chế cho đoàn người ta làm được cái việc đấy. Và điểm nữa trong vấn đề này thì muốn tham gia hội đồng trường thì bản thân những người đại diện sinh viên liên đoàn ấy, thì phải được đào tạo bồi dưỡng về năng lực cũng như những các cái trải nghiệm về các cái thủ tục quy trình, đúng không? Trong một cái phiên họp như thế này rồi cũng phải hiểu hết các hoạt động của một cái nhà trường. Đó. Ngay cả những cái thành viên khác cũng vậy thôi. Anh không thể mời người ta theo kiểu là cho nó ngồi đủ mâm đủ bát mà anh phải tìm ai có đủ cái năng lực mà đóng góp vào việc xây dựng phản hồi về chính sách và đóng góp cho một cái nền giáo dục dân chủ. Muốn xây dựng hội đồng trường là hội đồng quyền lực thực sự thì phải tập hợp được những người ưu tú để tham gia, tuyển chọn cẩn thận chứ không phải chỉ cơ cấu cho đủ thành phần. Điều quan trọng, chúng ta phải làm thế nào lựa chọn được sinh viên xứng đáng chứ không phải theo kiểu cơ cấu.